Người con gái thân hương như gửi bao niềm dâng dương tâm sự. Tuổi xuân phơi phới mà em vẫn chọn chiếc áo dài. Hiện tại thì mình đang tham gia cuộc thi Miss Inviter áo dài 2017 do nhà thiết kế Đinh Bích Đạt tổ chức với sự đồng hành của các nhà tài trợ Hoa Khô Iris và Nature Daily Foods, Hạnh Phúc Gia Lai Coffee. Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta thì mỗi người sẽ có một cách lựa chọn trang phục cho riêng mình. Có người thì chọn đầm, váy. Có người thì thích phong cách bừa bộn một chút xíu, người ta sẽ chọn quần jean, áo thun chẳng hạn. Tùy vào sở thích mà mỗi người sẽ có một gu ăn mặc khác nhau. Bản thân là một cô gái có cá tính khá mạnh mẽ, cho nên khi được khoác lên mình chiếc áo dài thì Mộng cảm thấy có một cảm giác rất đặc biệt. Và phải tự mình hét lên rằng là trời ơi, sự nam tính của mình đã bay đi đâu mất rồi không biết nữa. Và không chỉ riêng Mộng thấy được điều đó mà những người bạn xung quanh Mộng còn phải trầm trồ khen ngợi rằng là chỉ khi mặc áo dài thì Mộng trông nữ tính và dịu dàng hẳn ra. Với đặc thù nằm là người diễn viên cải lương gắn liền với những bài hát dân ca trữ tình quê hương đất nước và gia đình, thì áo dài lời nảnh thân thương với Mộng khi bước lên sân khấu. Áo dài không chỉ là hình ảnh kín đáo và sang trọng mà nó còn là cả sự chú trọng của người nghệ sĩ đối với khán giả của mình. Như bức hoa tình ca trên lúa, nghe thoáng xa tiếng hò vọng đưa, dài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa, hạt lúa chính đã nuôi ta ngàn xưa. Con nước rộng rồi con nước lớn, em với anh ở cùng một thôn, còn thương mái lý tre xanh quanh làng, thầm mong ước hai đứa vui duyên tròn. Ý kiến cho rằng áo dài thì không đa dạng về màu sắc và mẫu mã, cũng như là khi mặc áo dài thì sẽ gây cảm giác khó chịu và nóng lực, không năng động, và áo dài thì không sexy. Nhưng đưa ra ý kiến như vậy có quá khắt khe hay không? Các bạn thân mến, trải qua từng thời kỳ, từng giai đoạn thì hiện tại áo dài đã được cách tân cải tiến lên rất nhiều. Vì thế cho nên chúng ta có thể lựa chọn những kiểu và kiểu dáng và mẫu mã mà chúng ta yêu thích. Nếu nói áo dài không sexy thì các bạn đã hoàn toàn sai rồi nhé. Mặc dù kín đáo nhưng vẫn tôn lên được ba vòng của người phụ nữ. Áo dài sexy theo một cách rất ý nghĩa. Chất liệu vải ở hiện tại thì cũng được cải tiến lên rất nhiều. Nếu các bạn sợ mặc áo dài nóng được, khó chịu và không năng động thì chúng ta có thể chọn lựa một loại vải có độ thun co giãn cao để khi mặc vào tạo cho chúng ta cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn nhé. Nào đó chắc chắn các bạn sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn đấy. Còn chơi chơi gì nữa? Những bộ áo dài thật xinh đẹp để
áo dài truyền thống của Việt Nam chúng ta sẽ vươn lên một tầm cao mới, tầm cao của vẻ đẹp kín đáo, gợi cảm và dịu dàng.